chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh đại vương thì đến video này phương xin chia sẻ cho quý vị các bạn cách thay đổi kết nối wi-fi của cái camera vào internet nha bởi vì tên cái màn hình các bạn đang xem là mình đang sử dụng chiếc cam là cam ic đang kết nối wi-fi của cái nhà mình wi-fi rất yếu này chúng ta thấy không wi-fi thông thường nó mạnh là nó sẽ là 5 cục nhưng mà hiện tại nó chỉ có một cục duy nhất à đó như các màn hình các bạn thấy thì hôm nay Vương sẽ hướng dẫn chúng ta cách thay đổi cái wi-fi mà hiện tại là mình đang sẽ làm từ xa nha Hiện tại là mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh còn cái chiếc camera này nó đang là ở là Bình Định này thì mình sẽ chia sẻ chúng ta làm sao để thay đổi cái wi-fi để kết nối với cam thì Vương xin bắt đầu bây giờ xin mời quý chị các bạn cùng Vương theo dõi video này nhé Thì bây giờ là mình sẽ mở cái app này đây là cái app camera IC mình sẽ mở ra lên cho các bạn xem đó thì thông thường là nó sẽ kết nối như thế này và bây giờ các bạn hãy bấm vào cái chỗ cài đặt nè tại đây thì nó có nhiều cài đặt cài đặt cơ bản và có là cài đặt ghi nè cài đặt mạng nè cài đặt nâng cao thì bây giờ mình sẽ sử dụng cài đặt mạng đây mình sẽ bấm vào cài đặt mạng ở cam nhà mình á, thì những cái wifi hiện tại là mình đang kết nối với cái wifi là có tên là đại vương vlog thì cái mật khẩu của wifi là nó được ẩn đây nè chúng ta muốn xem thì chúng ta chỉ cần bấm vào đây là chúng ta thấy được cái mật khẩu wifi bây giờ là cái mạng mà mạng các bạn thấy mạng ưu tiên ưu tiên thì ta thấy là cái mạng đại vương này là cái mạng nó xếp hàng đầu là nó sẽ là wifi nó chuẩn hơn nha nó mạnh hơn nhưng mà cái wifi nhà mình là gắn rất xa với cái cục modem nên là kết nối nó hơi yếu tốt nhất thì mình kết nối lan thì nó mạnh hơn nhưng mà ở đây mình không có sử dụng lan mà sử dụng là wifi thì bây giờ các bạn hãy chọn này đó đây là wifi những cái thiết bị chung quanh nhà mình nha thì bây giờ mình sẽ chọn một cái thiết bị cơ bản mạnh nhất mình sẽ bấm vào đại vương đây thì ở tại đây nó sẽ hiển thị lên nè đó các bạn thấy không hiển thị là quên tên wifi của đại vương và bây giờ mình sẽ nhập vào cái mật khẩu và cái mật khẩu là mật khẩu mình biết mới sử dụng được nha còn các bạn không biết cái mật khẩu thì chúng ta không sử dụng được cái mật khẩu đây nó đang nhập như mà chúng ta đang nhập lên điện thoại bình thường thôi và có phần wi-fi kết nối wi-fi và nhập mật khẩu bây giờ mình sẽ nhập mật khẩu thì mình xin phép là ẩn cái mật khẩu này nha các bạn ha rồi sau khi vương đã nhập cái mật khẩu wi-fi xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bấm lưu nha. Đây, vương sẽ bấm lưu tại đây. Và nó hỏi là à, chuyển thiết bị sang chế độ tiến định. Ok nè, mình sẽ bấm là đồng ý nè. Đó, thì bây giờ là nó sẽ kết nối lại. Nó kết nối là kết nối của cái modem wifi kết nối với cái cái, cái cam camera nhà mình nha hiện tại là mình đang sử dụng là cái cam này là ở Bình Định nhưng mà mình đang sử dụng ở thành phố Hồ Chí Minh mình xem nó thì nó sẽ kết nối vào các mạng wifi khác thì các bạn thấy coi thứ nó có kết nối được hay không nha bởi vì nhiều khi chúng ta có thể là thay đổi cái đường truyền chúng ta có thể thay đổi cái cam thay đổi cái wifi để mà nó kết nối nó tốt hơn thì cái đây là cái quá trình này á này không thể chuyển đổi wifi đại vương bạn có thể không thể kết nối không thể chuyển qua file đại vương của bạn rồi bạn bật vào thiết lập này mình sẽ thiết lập lại mình sẽ bấm thiết lập trở lại cho đây nó nó bắt chúng ta phải thông báo à rồi rồi mình sẽ bấm vào lại coi thử nó kết nối được chưa nha mình sẽ xem là nó đang kết nối với cái mật khẩu wifi gì thiết lập mạng này đại vương, à, như vậy là nó đang kết nối với đại vương các bạn ơi. Đây. mình thoát ra. nhưng mà cái wi-fi nó xa quá nên là cũng hơi yếu nữa các bạn ạ. là mình đã thay đổi được cái wifi thành công rồi nha các bạn ha à. mình sẽ bấm lại cho các bạn xem từ cái wifi đại vương vlog mình mình đã chuyển qua cái wifi đại vương thành công rồi vâng như vậy là vừa rồi vương vừa chia sẻ cho quý anh chị các bạn cách thay đổi kết nối wifi từ xa của camera thì mình chúc quý anh chị các bạn thực hiện thành công nếu thấy video này hữu ích cho các bạn thì hãy cho vương một like một đăng ký kênh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye bye